Ngay sau khi dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư 40, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm hỏi một số đảng viên cao tuổi trên địa bàn phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu. Đến thăm Đại tá Trương Tài, sinh năm 1933, nguyên chủ nhiệm Cục Hậu cần Sư đoàn 375, quân chủng Phòng không Không quân, là đảng viên 70 năm tuổi đảng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc Đại tá Trương Tài mạnh khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu, tiếp tục có nhiều đóng góp xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Thăm Đại tá Nguyễn Văn Mỹ, sinh năm 1931, nguyên sư đoàn phó, phòng tham mưu quân khu 5, là đảng viên 72 năm tuổi đảng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc Đại tá Nguyễn Văn Mỹ sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng về đạo đức và giữ gìn truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ trên địa bàn noi theo, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.